Rồi em xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay là ngày 17 tháng 12 em lịch mình. Thì hôm nay em lên với cái tiêu đề ha. Là xem nụ trúng Tết, cách xem nụ trúng Tết ha và xử lý những cái nụ còn trẻ ha, tức là xử lý tốc độ. Đối với những cái nụ mà trong thời điểm hiện tại bây giờ mà mọi người cho là trẻ Tết ha. Thì trước tiên em cho mọi người xem về cái cách mà mình xem cái nụ nó có ngày tết hay là không ha và cái cách mà mình xử lý đối với những cái nụ mà bị trễ thì em sẽ nói sau ha em sẽ nói sau và chi tiết hơn ha thì trước tiên em cho người xem thì trong thời điểm hiện tại bây giờ ha còn bướm thì của em thì nó lên được dày tức là nó đã chạy ghìa hết rồi ha chạy ghìa hết rồi lòng nó xé kiến hết rồi ha xé kén hết rồi còn trong thời điểm hiện tại bây giờ thì mọi người ha. Thì mọi người xem lại cái nụ của mình. Nếu mà nó đã ở khu vực miền Nam ha, tức là đồng bằng sông Cửu Long khu vực miền Nam. Thời tiết á là nó tầm khoảng trên 30 độ với nhiệt độ bên ngày bên ban ban ngày ha là nó trên 30 độ. Thì đối với cái cái nụ hiện tại bây giờ thì em tạm gọi là đúng Tết ha, đúng Tết. Tức là bây giờ nó xé kén xé kén hết đều rồi ha à, đây này, ha. thì em tạm gọi là đúng tết ha thì như vậy em gọi là đúng tết ha còn à, những cái nụ và cũng tùy theo ha và cũng tùy theo mà cái cách chơi của mỗi người nữa ha tại vì á mình đừng có so bì nói chung là đối với cái nụ văn thọ trong thời điểm hiện tại mà hiện tại bây giờ á thì nó lên nó đã lên hết thì nó đã xé kén hết hoặc là nó còn nhỏ như vậy còn về mà đúng Tết á, Thì cũng tùy theo người chơi Và cũng tùy theo cách chơi của mọi người ha Em ví dụ đi à, Đối với những người mà buôn bán Tại chợ hay là khu gì, gì, Kinh doanh nhà xưởng gì đó ha Thì người ta cần Mùng 6, mùng 7 người ta khai trương Thì người ta cần bông to hơn To hơn dày ha To hơn dày Nó cỡ này là vừa đẹp ha tức là khi mà mùng 6 hoặc là mùng 8 người ta khai trương thường thường hoặc là mùng 9 khai trương tức là người ta dọn dẹp nhà ở ngoài dạng mà em tạm gọi là những cái người mà ta kinh doanh tại nhà ha, tức là chơi tới xong bắt đầu từ mùng 6 hoặc là mùng 8 người ta dọn dẹp người ta bắt đầu người ta khai trương người ta người ta bán thì cỡ này là vừa đẹp ha hoặc là là như như những cái chậu mà của anh em nhà vườn làm ha là cái đó em tạm gọi là đúng ngang còn đối với những người mà có những người tức là cái cách chơi của người ta là khác tức là những người người ta giống như là nhà ở tại giường hay là gì, hay gì không có buôn bán không có gì hết ha Thì thậm chí người ta chơi có thể kéo dài sang tới gầm thì cái nụ nó cỡ vậy là vừa tức là em cũng nói luôn là cái thời điểm mà cái bông của mọi người là đến 30 Tết nó nổi nó nó sẽ nở như thế nào thì đối với những cái 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 mà bông mà nó sẽ kéo như vậy thì đến 23 là nó bung khoảng 50% bông. 17 không? 17 là 23 là còn khoảng 5 6 ngày nữa, tức là nó còn khoảng một tuần lễ nữa. Thì nó sẽ bung. Nó bung khoảng là 40 thằng thấp nhất ha, tức là thấp nhất là khoảng 40% bông. Là đối với những cái nụ hiện thời bây giờ khu vực miền Nam của em ha là nó đã là xé kén rồi. Thì nó bung khoảng 40%, thấp nhất ha là 40%. Thì nó cỡ này nè, để em cho người xem ha. Nà, trong thời điểm đó nó khoảng cỡ này cỡ này ha, thì tết là khoảng 28 78 9 30 thì nó sẽ căng là khoảng 90 phần trăm bông tức là từ khi xé kén từ khi xé kén như vậy nè ha cái này là bắt đầu nó mới chạy ghìa Nà, nó sẽ kén như vậy nè đó thì người xem ha từ khi xé cán cho đến ngày mà nó căng full bông là nó tầm khoảng 13 cho đến 15 ngày 13 cho đến 15 ngày ha và cũng tùy theo cách chơi cũng tùy theo dùng miền còn đối với những mà anh em mà ở khu vực lạnh thì như vậy là trễ ha khu vực mà lạnh á như vậy là quá trễ rồi ha như vậy mình phải thúc thêm còn đối với những khu vực mà nóng hoặc là nơi em mình chơi tại nhà cỡ dày là ok ha tức là xé kén dày là ok hoặc là nhỏ hơn tí nữa vẫn được ha rồi cái đó là cái cách chơi thôi ha cái cách chơi thôi chứ mình uh, em á thì em không nói là của em đúng mà mọi người thì cũng có rất nhiều bạn là bị trễ ăn nhưng mà cũng không thành vấn đề gì ha tức là bây giờ đến thời điểm hiện tại bây giờ mình chơi tại nhà mà nó đã xé kén lên hết rồi hoặc là bự hơn thì em tạm gọi là vừa đẹp ha tức là cái chậu của mình nó vừa đẹp tết tức là đến 28 29 30 thì những cái bông đó nó nở ra nó vẫn còn độ tươi của cái màu bông ha mặc dù nó căng bông nhưng mà nó cái thời điểm đó đó nó vừa căng bông tức là cái bông mình nó vừa căng tới ha thì cái màu nó rất là đẹp ha nó rất là đẹp còn mà thời điểm hiện tại bây giờ mà cái nụ mà cái bông của mình nó cỡ dây nó nở khoảng là ba phần trăm hoặc là bốn phần trăm là cỡ dây ha thì cho đến 30 thì những cái bông đó nó sẽ căng nó căng hết cỡ rồi ha tức là nó cái cánh của nó đã bung hết cỡ rồi thì cái màu lúc đó nó từ từ nó sẽ xuống màu ha nhất là thằng màu vàng nó sẽ bạc lại màu vàng nó sẽ bạc lại ha rồi thêm một một vấn đề nha, thì ra đây mọi người xem màu cam và thằng màu vàng thì luôn luôn lúc nào cái thằng màu cam nó cũng đi trước thằng màu vàng ha mặc dù gieo cùng một ngày ngắt đọt cùng một ngày phân thuốc như nhau thằng màu cam lúc nào nó cũng đi trước thằng màu vàng một hoặc là hai ngày còn đối với thằng màu cam á khi mà mà cái bông nó đã bự rồi ha nó nó bự rồi đến tết á khi mà nó nó thời điểm hiện tại bây giờ mọi người hô sớm đi ha mình người nói nó sớm thì đến Tết cái màu cam nó lâu xuống màu hơn thằng màu vàng Mọi người lưu ý kể ha Lâu xuống màu hơn thằng màu vàng Và đặc biệt thằng màu cam lúc nào nụ nó cũng lên nhanh hơn thằng màu vàng Một hoặc là vài ngày Tức là nó trung bình thằng màu cam Nó sẽ lên nhanh hơn thằng màu vàng này khoảng 2 ngày Tức là trên dưới hai ngày đi ha Chứ không có chính xác ha Đó nhưng mà đặc biệt khi mà cái thằng màu vàng nó đã lên nụ rồi, nó đã xé kén rồi Thì cái tốc độ nó lên bông, nó nở ha tốc độ lên bông thì nó có thể là nó sẽ bằng màu cam nó lên rất nhanh đối với cái dòng b 2 á khi mà nó đã sẽ cán chạy về rồi về rồi á thì thời điểm đó đó thì mọi người cản không kiểm nó đâu ha nó lên rất là nhanh năm nào em cũng dễ hàng trồng thì hàng màu cam với hàng màu vàng thôi rồi cái đó là cái cách mà mình nhận biết cái bông mình ha còn ngay hay không là là nói chung là cũng tùy của mọi người thôi ăn chứ nói làm sao mà 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 cho đúng ha còn nhà vườn những anh em nhà vườn á, thì người ta xuống chợ bông người ta phải bự mọi người nên lưu ý kỹ vấn đề này mình đừng có so với bông của nhà vườn mình nếu mà mình là người chơi tại nhà mình đừng bì với những anh em nhà vườn ha anh em nhà vườn nếu mà uh, trong thời điểm mà ra chợ thì nó bắt buộc bây giờ nó phải chạy ghìa nó cỡ này tới lên ha? tức là nó phải cỡ này thì cái bông người ta mới khi xuống chợ á, thì thường thường đa số đa phần á, là anh em nhà vườn ta xuống chợ là nếu mà giao cho thương lái thì khoảng 20 là bắt đầu lái người ta đã lấy rồi ha, tức là 20 là có thể người ta xuống chợ hoặc là 21 22 người ta xuống chợ. Thì những cái bông này có thể người ta bán 23. Ha, bán 23. Thì cái bông như thế này thì đến ngày 20 21 á thì nó nở khoảng là 4 50%. 4 50% bông. Thì người ta bán vẫn bán 23 được ha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, người ta ra chợ cái bông người ta phải bự. Mình đừng mình chơi tại nhà thì mình cũng đừng nên mà uh, cái bằng mà <laughs> Ừ, bì hen tại vì á những cái bông của nhà vườn người ta ra chợ người ta bông người ta phải căng tại vì người ta cạnh tranh về kinh tế cạnh tranh về kinh tế ha thì bây giờ bông của mình bao nhiêu thì mình cứ canh cỡ này nè khu vực miền nam em tạm gọi khu vực miền nam ha em tạm gọi là vừa tết vừa cho tết ha tại vì khi mà nó chạy ghìa rồi là nó rất là nhanh ha này là đã sẽ kiến rồi ha sẽ kiến tám chục trăm rồi, thì em vào thẳng cái tiêu đề mà em vào cái tiêu đề kế tiếp á Là thúc nụ Đối với thời, cái thời điểm hiện tại bây giờ Mà cái nụ của mọi người vẫn còn nhỏ Tức là nhỏ hơn đi Tức là thời điểm này mà nó chưa xé kiến à, Xưa chưa xé kiến Chứ em không nói nụ lớn, nụ nhỏ, hạt gạo, hạt mè gì ha Tức là bây giờ nó chưa xé kiến Thì mọi người là nếu mà mọi người có xài 20, 20, 15 Đúng không? Tưới gốc á nếu mà có xài 20 20 15 thì mọi người cộng hàng này giúp em. 6 30 30. Ha, cộng vô tưới gốc nha. Cái này là em tưới gốc tại vì cái thằng này nó tưới gốc được và nó phun qua tàn được ha, để em cho mọi người xem lại luôn ha. Này là tưới gốc được và phun qua tàn được ha. Này nó ghi là phun tưới ha, phun tưới có phun tưới ha. Thì đối với cái thằng này nếu mà mọi người đi 20 20 15 thì mọi người đi mọi người cộng mọi người 20 20 15 ha mọi người cộng 20g 20 20 15 thôi tức là mình giảm cái hàm lượng 20 mình giảm cái phần 20 20 15 xuống ha thấp một tí để mình cộng hằng thằng này vô tức là một gam trên một nước luôn tức là em tính cho đơn vị là một gam trên một lít nước ha 20 20 15 20 gam ha rồi mọi người cộng 20 gam hàng 6 30 30 này vô Ha mọi người cộng hằng 630 30 này là 20 g, 630 30 này vô. Tức là hai cái đó là tổng cộng hai cái đó là mỗi một thứ là à, 20 g tức là 40 g cho một thùng B 20 lít nước ha, cho một thùng B 20 lít nước. Thì mọi người tưới một cử. Đầu tiên ha. Là em ví dụ là chiều nay mọi người tưới, tưới để thúc cho nó nhanh lên. Thì chiều nay tưới phải không? Qua ngày hôm sau mọi người nghỉ. Ha, nghỉ giúp em. Nghĩ tức là sáng tưới nước đối với những cái nụ mà mọi người mọi người gọi là là bị trễ ha thì sáng mọi người tưới nước tưới mát tức là tưới được giữ gần giữ ẩm chứ không không có bỏ nước ha tức là bây giờ nụ là bự rồi không có bỏ nước mọi người vẫn tưới nhưng mà tưới giữ ẩm trên bề mặt giá thể của cái chậu ha còn nếu mà chưa xé kén thì mọi người có thể phun sương qua tàn cho nó mát ha rồi xong cái ngày kế tiếp phun sâu đó phun sâu thì mọi người cộng hàng sáu ba mươi này vô giúp em vẫn là liều lượng 1 gam trên 1 lít nước ha rồi đó rồi phun sâu cộng này vô rồi phun ướt đều lên nụ lên tàn qua ngày hôm sau qua ngày hôm sau nghỉ nữa tới ngày từ tới ngày kế tiếp nữa thì tưới gốc thì mọi người quay lại hàng 6 30, 30 này cộng với hàng 20 20 15 ha cái đó là cái cách mà mọi người có phân 20 20 15 ha thì mọi người cộng hàng này vô rồi còn đối với những anh em xài 15 năm 20 15 năm 20 ha Thì trong thời điểm hiện tại này mọi người cứ duy trì tưới 30 g 15 năm 20 dưới gốc Thì ngày qua ngày hôm sau nghỉ tưới nước tưới nước nhẹ lại bình thường Rồi ngày kế tiếp phun sâu cộng thằng 6 30 30 này vô cho em Còn nếu mà không có hàng 6 30 30 thì mọi người mua những loại kích bông to là kích bông là mau nở gì đó tức là những loại mà siêu to bông dược bông vậy tức là những loại mà phân thuốc nào mà nó làm cho cái bông mình nó nở nhanh thì mọi người phun qua tàn đều được hết ha thì trong thời điểm hiện tại bây giờ nếu mà cái cây của mọi người cái nụ nó cỡ dày ha thì mọi người nên thúc ha cỡ dày là nên thúc ha thì uh, clip này thì em cũng uh, những clip trước em cũng đã chia sẻ rồi ha thì cái clip này em đi chi tiết hơn về cái thằng 630 mươi này thì mọi người có thể cộng để mà tưới gốc thì nó giúp cho cái nụ của mình nó cái thứ nhất nó lớn nhanh cái thứ hai thì nó sẽ mau nở hơn ha rồi thì em xin tạm biệt tất cả mọi người ha hẹn mọi người lại clip sau ha